Đội công binh số 2 sáng nay đã lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại địa bàn Abyei. Lễ tiễn đội được Bộ Quốc phòng tổ chức tại Hà Nội với sự chủ trì của Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Phó trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đội công binh số 2 có quân số 184 đồng chí, trong đó có 19 nữ. Đây đều là những quân nhân có trình độ chuyên môn tốt và bản lĩnh chính trị vững vàng, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các đơn vị trong toàn quân. Tại địa bàn, đội công binh số 2 sẽ đảm nhận nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng, rà phá bom mìn, hỗ trợ nhân đạo cùng các nhiệm vụ khác do Liên Hợp Quốc giao. Đội đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm túc toàn diện về chuyên môn công binh, ngoại ngữ, luật nhân đạo và các kỹ năng khác theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc. Đội công binh số 2 có nhiều quân nhân từng làm nhiệm vụ tại thực địa, theo hình thức cá nhân hoặc trong đội hình các đơn vị gìn giữ hòa bình của Việt Nam. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để đội tự tin bước vào nhiệm kỳ tại thực địa. Qua cái thời gian công tác một năm ở bên phái bộ Anmis cùng với lại bệnh viện đại chiến cấp 2 thì vừa thực hiện nhiệm vụ và vừa có những cái hoạt động giúp đỡ dân vận, giúp đỡ người dân ở bên địa bàn thì tôi thấy là cuộc sống của người dân rất là khó khăn và cần rất là nhiều sự giúp đỡ của các cái cộng đồng. Nên là lần này tôi cũng xung phong tham gia đội công binh số 2 để có một cái thêm một lần nữa đóng góp thêm những cái một số cái hoạt động nhỏ bé của mình để vào giúp đỡ cái người dân. Thay mặt Bộ Quốc phòng gửi lời chào quyết thắng tới đội công binh số 2, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, mở đường thắng lợi của công binh Việt Nam. Khi tới địa bàn, cần nhanh chóng nắm bắt tình hình, ổn định đơn vị, phối hợp với các lực lượng của Liên Hợp Quốc để triển khai công việc, đảm bảo chất lượng, uy tín, tiến độ và an toàn. Mỗi quân nhân cần nêu cao ý thức trách nhiệm, gìn giữ và phát huy hình ảnh của đất nước Việt Nam, của Quân đội Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế, chấp hành nghiêm luật pháp sở tại và quy định của Liên Hợp Quốc. Để tới được địa bàn Abyei, đội công binh số 2 sẽ phải trải qua nhiều chặng bay, dự kiến kéo dài nhiều ngày. Do những cái điều kiện sân bay cơ bản là dã chiến, do vậy mà chúng tôi đã phải thực hiện dừng nhiều lần và cũng như là phải thực hiện nhiều các cái chuyến bay khác nhau. Đặc biệt ở chặng cuối cùng là chúng tôi phải di chuyển bằng 10 chuyến trực thăng, thì cũng khá là vất vả so với những chặng trước đó. Tuy nhiên là anh em cán bộ cũng đã được huấn luyện, cũng đã xác định được tư tưởng rất là tốt, còn là cũng đã chuẩn bị rất tốt và chúng tôi cũng sẵn sàng di chuyển và với cái quyết tâm cao. Đó chắc chắn chưa phải là thử thách cuối cùng mà đội công binh số 2 phải vượt qua để có thể nối dài những cung đường đến với trái tim người dân Abyei mà lực lượng công binh gìn giữ hòa bình Việt Nam đã xây dựng.